Xin mời cầu thủ hai đội chúng ta vào sân và đứng đúng vị trí thi đấu ạ, để ban tổ chức cũng như ban trọng tài chúng ta kiểm soát được cái vị trí thi đấu của các cầu thủ. Xin mời cầu thủ hai đội ạ, để đảm bảo về thời gian. Sáng nay chúng ta diễn ra 3 trận đấu thôi, đảm bảo thời gian thì thời tiết này gần trưa là thời tiết rất là nóng. Đội hình ra sân của đội bóng Thiện Xuân 16 11 6 12 20 10. Nó về đây đúng không? Chúng mình ơi, quay lưng về phía tập đoàn. Anh thì đã không Mạnh Đồ 10 9 16 19. Em về hôm qua 19 16 19. Em về à? Vâng ạ. Cành về mẹ 8 Trận đấu thứ hai bắt đầu. Vâng, trận đấu thứ hai bắt đầu. Các trường cái bên phía Mạnh Đồ phát bóng đầu tiên. Và phát bóng đầu tiên đó là Quốc Anh. Không. Trường cái đến từ Cán Lộc Hà Tĩnh. Chuyển một tốt rồi. Bùi Cường đang đi đôi giày sỏi cam tìm quý tộc của thương hiệu VHD. 1-0. Bùi Cường sẽ là phát bóng tấn công. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Bùi Cường. Tiếp tục điểm cho Thiện Xuân. 2-1. 2-0, xin lỗi mọi người. 2-0. Phát bóng ra ngoài. Bóng tấn công rất mạnh đi ra ngoài. Đổi điểm bóng cho Anh Lộ. 1-2. Điểm bóng cho Anh Lộ. 1. Chuyển một tốt của Bùi Cường. Quá mạnh. Pha đập bóng rất mạnh của Thắng Tồn. Đó là Thắng Tồn. Đổi điểm bóng cho Thiện Xuân. 3-1. Điểm bóng cho Thiện Xuân. 3-1. Chuyển một tốt của Quốc Anh. Thầy Anh vẫn còn, tiếp tục là thầy Anh. Thủ bóng rất hay. Bật tay chỗ của thằng Cồn. Bật chỗ của thằng Cồn. Bỏ ngay. Một pha bỏ nhỏ rất thông minh. Rất là tự tin của chàng trai số 20 bên phía Thiện Xuân. 4-1. 4-1 cho Thiện Xuân. Mọi người chia sẻ mảnh tay giúp em ạ. Phát bóng ra ngoài. Điểm bóng ra ngoài. Thành lộ. Điểm bóng cho Anh Lộ. 2-4. Vẫn còn, thủ bóng rất hay. Tấn công của thầy Anh. Những pha bóng cứu rất nỗ lực. Tiếp tục là thầy Anh. Thủ bóng tốt của Bùi Cường. Thắng Vôn. Vẫn còn. Thầy Anh chấm rất là rát mọi người. Thỏ bóng ra ngoài. Điểm bóng cho Hoành Lộ. 3-4. Điểm bóng cho Hoành Lộ. 3-4. Anh ơi, đừng tới liên ban chút đấy. Đập bóng nó bị phạt thôi. Đổi điểm bóng cho Thiện Xuân. 5-3. Điểm bóng cho Thiện Xuân. 5-3. Một em rồi. Quá đẹp. Thầy Anh. Và đập bóng góc biên của thầy Anh.
điểm số cho anh Lũ 4-5. Điểm bóng cho anh Lũ 4-5. Là thầy ảnh phát bóng. Tiền hãi của thắng gôn bóng ra ngoài. Điểm cho Hoành Lộ bóng đi làm nào. 5 đều. Điểm bóng cho Hoành Lộ 5 đều. Phát bóng trước quá. Bóng phát không qua lưới. Điểm bóng cho Thiền Xuân. Điểm bóng cho Thiền Xuân 6-5. Kia lóa của bán tổ chức rồi. Phát bóng trực tiếp của cầu thủ số 2 thắng cầu. Điểm bóng cho Thiền Xuân 7-5. Điểm bóng cho Thiền Xuân 7-5. Tiếp tục là quả phát bóng của thắng cầu. Chuyền một tốt của Quốc Anh. Quốc Anh Bùi Thương bóng đánh chưa qua lưới, đổi điểm bóng cho anh Lộ chưa qua 6-7. Điểm bóng cho Hoành Lộ 6-7. Chuyền một tốt của Bùi Cường hơi thấp. Bóng phát ra ngoài. Điểm bóng cho Thiền Xuân 9-8. Bây giờ thì Hoành Lộ lại phát bóng cho 9 đều. Quốc Anh phát bóng. Lại là một pha phát bóng chưa qua nữa mọi người ạ. Chúng tôi cũng chưa hiểu cái điều gì đang xảy ra. Điểm bóng Thiền Xuân 10 trước. Bùi Cường sẽ phát bóng tấn công. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Xác định điểm cho Thiền Xuân. Một pha bóng rất là nhạy cảm mọi người ạ. Rất nhạy cảm. Vâng, ban tổ chức chương trình thông báo chúng ta đến với giải đấu, chúng ta hãy tuân thủ tất cả những điều lệ của ban tổ chức cũng như điều hành của ban trọng tài. 11-9 cho Thiền Xuân, vẫn là Bùi Cường phát bóng. Chuyền một lăn xả của Quốc Anh. Thầy Ánh một pha nhét bóng xử lý có điểm. Đổi điểm bóng cho anh Lộ 10-11. Điểm bóng cho Hoành Lộ 10-11. Thắng Cồn. Pha được bóng xuyên rắn. Đó là một pha tấn công tốt của Thắng Cồn. Điểm bóng cho Thiền Xuân. 12-10. Thầy Ánh. Vâng. Lên trận của thầy Ánh. Điểm bóng cho Hoành Lộ
điểm cho anh đâu? 12. 11. 12. Giải này em có live trên hai nền tảng đó là fanpage bóng chuyền HD Live và kênh YouTube cũng là bóng chuyền HD mọi người nhé. Mọi người có thể nâng cao chất lượng video lên 1080p để xem cho nét ạ. Nét căng luôn đấy. Vâng, xử lý tốt của thằng Tôn. Điểm bóng cho Tiền Xuân. 13-11. 13-11. Để bóng rất dẻo của thầy Ánh. Và bóng phải nhìn rất tốt của thầy Ánh. Điểm bóng cho anh Bình Lộ. 12, 13. 12, 13. Thầy Ánh phát bóng. Ôi giời ơi. Và đọc cả bóng nguyên lực của thủ của Hoài Thắng Cổn. Điểm bóng cho Thiền Xuân 14, 12. Điểm bóng cho Thiền Xuân 14, 12. Mở vừa đánh trận thứ nhất xong rồi anh Bình Dương nhé. Bóng đập làm trận ra ngoài của Quốc Anh. Đã đem về điểm số thứ 13 cho đội tuyển Anh Lộ. 13-14 cho Anh Lộ. 13-14. Phản công Bùi Cường đi. Không phải biến 4 của Nội Vinh. Chân đất luôn mọi người ạ. Và đánh bóng nằm tay. Chân chín nhưng mà vẫn rất cao. 15, 13. 15, 13. Và rồi thì chuyền hai bên phía Thiền Xuân vẫn tự tin là chuyền cho Nổi Vinh luôn. Và đã có điểm. Chàng cái đi chân chim. Nỗ phát bóng. Điểm bóng cho Thành Nỗ. Nỗ phát bóng dẫm chỉ. 14, 15. Điểm bóng cho Hoành Lộ. 14, 15. Còn Bùi Cường xử lý có điểm này. 16-14 Thiền Xuân. 16, 14. Chuyền một tốt của thầy Ánh. Đây là Quốc Anh. Bóng đập ra tay là các ngoài. Bóng chạm ra bóng ngoài. 15 cho Anh Lộ. 15. 16. 16. Khoảng cách vẫn chỉ còn là một điểm thôi. Quốc Anh phát bóng. Tiền hái của Bùi Cường. Bóng đập rất mạnh, chắn ra ngoài. Đổ bóng cho Thiền Xuân. 17, 17, 15 cho Thiền Xuân. Bắt bóng rất mạnh của Bùi Cường. Đấy là thầy Ánh. Sủ bóng tốt rồi. Bằng những pha thủ bóng rất mạnh của thầy Ánh. Thầy Ánh bóng ra ngoài. Bóng ra ngoài. Bóng đánh ra ngoài. Điểm bóng cho Thiền Xuân. 18, 15. Tiếp tục điểm cho Thiền Xuân. 18, 15. Vẫn là sói đầu đàn Bùi Cường phát bóng. Phát bóng phát tấn công đi ra ngoài. Đổi điểm bóng cho Anh Lộ. 16, 18. Điểm bóng cho Anh Lộ. 16, 18. Bóng bỏ ra ngoài. Bóng ngoài sân. Điểm bóng cho Hoành Lộ. 17, 18. Tiếp tục điểm cho Hoành Lộ. 17, 18.
chuyền một tốt của Bùi Cường, thắng con. Một pha xử lý bóng rất kinh nghiệm của thắng điểm Cường. Bóng cho Thiện Xuân 19 17 điểm bóng cho Thiện Xuân 19 17 thủ bóng tốt rồi. Cầm bóng ngay của Thắng Cơn và một pha xử lý bóng bằng tay trái. Điểm bóng cho Thiện Xuân 20 17. Điểm bóng cho Thiện Xuân 20 17. Đập bóng tốt. Điểm bóng cho Hoành Lộ 18 20. Điểm bóng cho Hoành Lộ 18 20. Hay giả. Bóng đập tốt. Điểm bóng cho Thiện Xuân 21 18. Vâng, điểm bóng cho Thiện Xuân 21 18. Chuyền một tốt của Quốc Anh. Đấy là Thầy Anh. Và là bóng rất mạnh của Thầy Anh. Điểm bóng cho Anh Đô 19 21 19 21 cho Hoành Lộ. Đây là Thầy Ảnh phát bóng. Chuyền một tốt của Bùi Cường. Xử lý của Thắng Cồn. Trọng tài đã dừng bóng trong lưới của Thắng Cồn. 20-21. Điểm bóng cho Hoành Lộ 20-21. Một điểm nữa là đều rồi. Tiếp tục là Thầy Ảnh phát bóng. Bên phía Thiện Xuân đang còn bất lợi là bị chói xuống nhẹ. Chuyền một tốt của Bùi Cường. Thắng Cồn. Bóng còn cú bóng đây rồi, phản công cho Thiện Xuân. Vẫn là Thắng Cồn. Vẫn còn bọc lót rất nhanh. Biên hai đáp bóng tốt của Thầy Ánh. Đây là Quốc Anh. Cú bóng một tay. Tiếp tục là Thầy Ảnh phát bóng. Chuyền một quá hay. Vẫn là Thắng Cồn. Lúc này thì giải cách chéo hết 3 tên của mọi người ạ. Đổi điểm bóng cho Thiện Xuân 22 21. Điểm bóng cho Thiện Xuân 22 21. Mọi người chia sẻ mảnh cái giúp em ạ. Điểm bóng cho Thiện Xuân. Điểm bóng cho Thiện Xuân 23 21. Đây là những điểm số cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Vâng, với những gì đã chứng kiến, chúng ta thấy hai đội bóng thi đấu ngang tài, ngang sức và tấn công rất mạnh của những cầu thủ ngoại binh. Bên cạnh đó, những pha thủ bóng hay. Trận đấu thứ nhất và trận đấu thứ hai này diễn ra rất căng thẳng, ngang tài, ngang sức. Thời gian đổi ý đấy, xin mời cầu thủ Hai Đô chúng ta trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Thiện Xuân phát bóng, tỷ số 23-21. Quốc Anh vẫn còn. Thủ bóng quá hay của Thắng Cồn. Tiếp tục phản công quả thứ ba của Quốc Anh. Vẫn chưa được.
thủ bóng là bật tại chỗ, vẫn là Quốc Anh vẫn chưa có điểm mọi người ạ. Bốn quả liên tiếp, đấy là Vui Cường. Số 1 là cái rất tốc độ của Vui Cường. Điểm bóng của Thiện Xuân 24-21. Mét bói cho các cầu thủ bên phía Thiện Xuân. Ở đây phải truyền cho thầy giáo Anh đánh hàng sau. Ngoài bóng rất ra ngoài, điểm bóng cho Hành Lộ 22-24. Điểm bóng cho Hành Lộ 22-24. Chuyền một êm rồi, không chắn, gặp Vương. Đây là Quốc Anh biên hai, gãi chân. Lần này thì không thể thoát được. Điểm bóng cho Hoành Lộ 23-24. Một đều một hết. Điểm số nữa thôi là điểm số có thể kết bạn. Trận đấu hấp dẫn sắp ra, hai đội bám điểm từng điểm một. Vui Cường đi, đúng rồi, Vui Cường có điểm ngay. Vâng. 25-23. Kết thúc điểm đầu tiên, điểm số 25. Kết thúc trận đấu bên phía Thiện Xuân. Đội tuyển bóng chuyền sang cho Thiện Xuân đã giành tỷ số 25-23. Vâng, tỷ số tạm thời dẫn trước 1-0 cho Thiện Xuân. Anh chị em xem nãy giờ chất lượng hình ảnh. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với giải bóng chuyền ra ở xã Giao An kỷ niệm đón nông thôn mới về các bạn ạ. Ở đây có xã Giao An, trận đấu đang thi đấu là trận Thiện Xuân và Hoành Lộ. Trận hiệp thi đấu thứ nhất, các cầu thủ Thiện Xuân đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Hoành Lộ với tỷ số 25-23. Hai đội đang thi đấu hiệp thứ hai. Số này 26 đang nghiêng về các cầu thủ Hoành Lộ. Mọi người ấy, mọi người chia sẻ mạnh cho mình trận đấu này còn một xã Giao An, Giao Thủy, nhưng mà cầu thủ chất lượng còn
thuê mỗi đội được thuê hai ngoại binh rất chất lượng, ví như đội Thiện Xuân là có Bùi Cường và Thắng Con, bên kia có Thầy Giáo Ánh và Quang Anh, toàn những cầu thủ chuyên đi đánh phủi nổi tiếng ở Việt Nam mình. Thầy Giáo Ánh phát bóng, một phát bóng ra ngoài quả cầu Thầy Giáo Ánh, điểm cho cầu thủ Thiện Xuân 3-7. Nhật Minh ấy, Hải Hậu mình có, Hải Hậu mình sau trận này các bạn nhé. Hải Hậu mình toàn các idol của Hải Hậu, ví dụ như là Thái Sơn này, Tấn Minh này, Vũ Hoàng này, Trường Thi này, ND Tuyến này, và một số cầu thủ khác nữa. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mạnh cho mình nha, nhưng đâu có xem thì bình luận. Để tí còn xem trận 2 của các cầu thủ Hải Hậu thi đấu. Và một pha ném cạnh sâu sân của Bùi Cường, điểm cho cầu thủ Thiện Xuân 4-7. Rất xứng đáng là một ông vua của hội làng. Và ngay sau đó một pha đánh bóng đẹp đã có khán giả ra tiếp luôn trên sân. Và đập bóng ở Quang Anh và cầu thủ Thiện Xuân thủ bóng không thành công, điểm cho Hoành Lộ 8-4. Liệu các cầu thủ Hoành Lộ có thể lật ngược ở trong hiệp thi đấu thứ hai này hay không? Rất mong các cầu thủ Hoành Lộ có thể đưa trận đấu về set thứ ba. Và một pha đánh bóng vào cầu thủ Nội Binh chân đất không có chắn bóng rất hiệu quả, điểm tiếp cho cầu thủ Thiện Xuân 5-8. Chào Kiên To nha, chào quảng cáo Trần Tài nhá, chào tất cả mọi người. Mọi người có thể chia sẻ mạnh lên cho mình được không ạ? Giải này rất hay các bạn nhá, có một xã nhưng phong trào tổ chức rất tốt và khán giả rất đông. Phản ánh không qua nới của Quốc Anh, điểm tiếp cho Thiện Xuân 6-8. Đây là trận đấu tiên đề, trận đấu sau chúng ta sẽ được xem những người con Hải Hậu của chúng ta thi đấu. Đó, một pha đánh bóng tốt của Bùi Cường ở bên hai, điểm tiếp cho các cầu thủ Thiện Xuân 7-8. Chào quý vị nha. 7-8. Các cầu thủ Thiện Xuân phát bóng và một pha phát bóng rất khéo của các cầu thủ Thiện Xuân, điểm tiếp cho các cầu thủ Thiện Xuân 8-0. Và như vậy là các cầu thủ Hành Nội đã xin hội ý lần thứ nhất ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Mọi người chú ý nhé, sau trận đấu này là